Văn Quyết đầy khôn ngoan. Thành Lương, cú đá ngay. Chuyện gì đã xảy ra vậy khi mà đội bóng của Toshiya Mira đang thăng hoa thực sự? Thành Lương có phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời, đã chơi rất thăng hoa cho đến lúc này, nhưng có lẽ trong mơ tôi cũng không dám nghĩ là Thành Lương lại tạo ra một khoảnh khắc diệu kỳ đến vậy. Không thể tin nổi, không thể tin nổi là Thành Lương lại tạo ra một quả đá đẳng cấp cao đến thế. Chúng ta chuẩn bị thưởng ngoạn lại cú đá mà bóng đi liền khiến cho thủ thành của đội bạn có nối thêm tay cũng khó lòng có thể ngăn cản. Ba bàn thắng mà đội tuyển Việt Nam ghi được trong trận đấu ngày hôm nay đều là những bàn thắng mà rất hiếm khi các cầu thủ của chúng ta ghi được ở những trận đấu quốc tế. Pha sút xa của Hoàng Thịnh, tình huống băng xuống tuyệt vời của Minh Tuấn, và vừa rồi là cú sút bằng chân trái rất kỳ diệu của Thành Lương. Tất cả đều mang đến những cảm xúc khó quên dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Một vị trí mà Thành Lương cũng đã liền tham gia. Văn Quyết dứt điểm đi. Thành Lương chân trái. Tuyệt vời. 5-2, 5-2 cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta lại có được bàn thắng trong một tình huống phản công chớp nhoáng. Lần này là Phan Thành Lương sau đường truyền của người đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội TVT, Văn Quyết. Một màn trình diễn chói sáng của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Thành Lương. Và dọn cỗ của Văn Quyết. Nhiệm vụ còn lại của Thành Lương là... Thành Lương quá đẹp, một bàn thắng tuyệt vời của Phạm Thành Lương. Cú sút từ rất xa, bóng vượt qua tầm mới của thủ môn Mạnh Dũng. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Hà Nội. Đó chắc chắn sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của vòng đấu thứ 3. Thành Lương rất tốt, tỷ số trận đấu được nâng lên 2-0. Tình huống ghi bàn rất bất ngờ. Đến lúc này TVT vẫn là đội chứng tỏ khát vọng rõ hơn, đặc biệt là có hàng công sắc bén hơn. Pha ghi bàn rất đẹp của Phạm Thành Lương. Một cú đá mẫu mực bằng chân trái của Phạm Thành Lương. Đã thi đấu nhiều gấp đôi câu lạc bộ Hải Phòng với 12 trận. Cơ hội ứng của câu lạc bộ Hải Phòng trong khoảng thời gian tương tự là 6 trận với 5 trận tại V-League và dồn dập và có tốc độ cũng như là số đột biến cao của câu lạc bộ Hà Nội đã được đền đáp.